Xin chào các bạn thân mến, bao giờ thì cổ phiếu sẽ về tài khoản của mình? Thế thì các bạn sẽ phải xem cái quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, đó chính là sau 2 ngày thì cổ phiếu sẽ về tài khoản và sau 3 ngày thì nhà đầu tư sẽ có thể bán được. Cụ thể như thế nào, xác định ra sao? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải xác định cái ngày T, chính là cái ngày hôm nay mà anh chị bán một cổ phiếu, và ngày T cộng 2 tức là 15 giờ chiều đó thì anh chị sẽ có cổ phiếu về, và cái ngày T cộng 3 thì anh chị sẽ bán được cổ phiếu. Tôi lấy một ví dụ cho anh chị và các bạn xem. Ví dụ thứ nhất đó chính là thứ 6 mà anh chị mua tức là ngày T cộng 0 thì chiều thứ 3 là ngày T cộng 2 cổ phiếu sẽ về, và sáng thứ 4 ngày T cộng 3 sẽ được bán được cái cổ phiếu này. Ngày thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ nên sẽ không được tính vào cái ngày T. Ví dụ thứ hai tức là vào ngày thứ hai anh chị mua và ngày T cũng không, anh chị sẽ được nhận cổ phiếu vào ngày thứ tư là ngày T cộng 2, và anh chị sẽ bán được cổ phiếu vào ngày thứ năm là ngày T cộng 3. Rất đơn giản như vậy thôi. Anh chị muốn nhận nhiều hơn các video khác của kênh Tiền Của Tôi Official thì vui lòng đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận các thông báo anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.